Hồi ký Vũ Linh, mối thâm tình giữa nghệ sĩ Vũ Linh và nghệ sĩ Thanh Sang. Nghe mà thương cho thần tượng. Lúc nghệ sĩ Vũ Linh còn sống, hiếm khi khán giả được biết về cuộc đời của nam nghệ sĩ. Khi nghệ sĩ xa chúng ta vĩnh viễn thì những hồi ức về ông được kể lại làm xao xuyến biết bao trái tim. Một cuộc đời đáng sống của thần tượng mà khi được nghe kể lại, ai cũng phải khâm phục cho đức tính vừa rất tôn trọng những đàn anh đàn chị đi trước, và cũng hết mực yêu thương và che chở cho những đàn em nhỏ tuổi hơn. Hỏi sao những ngày qua, biết bao tình cảm của đồng nghiệp, của khán giả, gia đình hướng về và tưởng nhớ đến một nghệ sĩ lúc sống đã để lại cho chúng ta biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Đây là cuộc nói chuyện của nghệ sĩ Vũ Linh và cô em gái Vân Tiên. Nghệ sĩ Vũ Linh đã hé lộ mối thâm tình của mình với nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Lúc anh Linh đi show bên này là thời gian các nghệ sĩ cải lương bên Việt Nam đi show ở Mỹ ồ ạt. Tiên nhớ nhẹ nhẹ là có nghệ sĩ Bạch Tiết, Lệ Thủy, Thoại Miêu, Diệu Hương, Thanh Hương, Thanh Sang, Bạch Mai, Thanh Thanh Tâm, Ngân Tuấn. Khi chở anh Linh đi trên xe thì có điện thoại gọi cho anh Linh, mà khi anh nhìn số, anh nói anh Năm Thanh Sang gọi. Và từ đó, câu trả lời của anh Linh chỉ là một chữ dạ dạ dạ. Còn bên đường dây kia cứ nói và nói. Trong lần show kỷ niệm 64 năm, anh Linh có nói tới là anh Thanh Sang gọi biểu những lời mà với anh Thanh Sang thì anh không từ chối được, vì anh Thanh Sang là người ơn. Tiên nói chia vai như vậy thì cũng khó. Anh Linh nói thì anh hát đỡ cho anh Thanh Sang, chứ sợ nguyên tuần thì sức khỏe của anh Thanh Sang không cho phép. Sau khi diễn xong hai suất diễn đầu của chương trình thì Tiên gọi hỏi thăm. Anh Linh nói anh Thanh Sang giọng còn sang sảng hay lắm. Tiên nhắc lại câu nói của anh Linh về nghệ sĩ Thanh Sang là người ơn. Ảnh là người giới thiệu cho anh thu đĩa trong hãng đĩa của chú Ngọc Chánh. Chú hiện giờ ở Mỹ. Em có nghe tên chú Ngọc Chánh. Hồi đó có hai hãng đĩa lớn, một là hợp đồng với chị Lệ Thủy, Tấn Tài, Minh Cảnh, Minh Vương. Một bên là anh Hoài Thanh, Đỗ Viên, Hà Bửu Tân, Mộng Nghi. Lúc đó là năm mấy? Năm 1973. Anh mới có 15 tuổi hà. Có chút xíu. Đúng rồi, 15 tuổi, 42kg. Có người giới thiệu anh đi thu đĩa, hợp đồng 3 năm là 30.000 đồng. Tính ra là bao nhiêu hả? Hồi đó một tô hủ tiếu là 10 đồng. Một ngày anh hát được 100. Ăn xài còn dư được 70 đồng gửi về cho ba má. Lúc đó chủ giới thiệu nói nếu được hàng ký contract thì chủ lấy hết 30.000, còn sau đó trả cho anh 5.000. Trời đất, rồi anh nhận lời hôn. Anh nói để về hỏi ba má, chứ lúc đó anh biết gì mà trả lời. Rồi khi hát gặp anh Thanh Sang, anh Thanh Sang hỏi vụ thâu đĩa. Anh kể chuyện thì anh Thanh Sang nói đừng có nhận lời, để anh tính cho. Mà lúc đó nhà nghèo lắm Tiên à, gạo không đủ để ăn, nên có việc làm kiếm tiền là anh mừng lắm. Mà anh Thanh Sang nói đừng có nhận, mà thôi ảnh là anh cả, nói sao thì anh nghe vậy. Rồi sau đó thì anh hát ở Phú Quốc, trời ơi bị chói nước, tưởng chết giữa biển luôn. Khỏe chút thì anh về lại Sài Gòn. Anh Thanh Sang tới nhà nói với ba má anh là để thằng Linh qua nhà con ngủ tối nay, còn có việc quan trọng muốn nói chuyện với nó. Anh nghe mà sợ muốn chết, không biết mình làm gì sai mà ổng lôi mình qua nhà để đánh hay gì đây. Lúc đó anh Thanh Sang lái chiếc Vespa đẹp và sang lắm. Em nghe nói chú Thanh Sang dữ lắm. Đám du côn Vũng Tàu giữ thù ảnh mà. Anh Thanh Sang giữ và cọc, nhưng ảnh lại thương anh lắm. Ngồi xe ảnh chở đi mà anh không dám hỏi chuyện gì. Anh Thanh Sang thích nhất là món canh cải bè xanh với sườn ram. Hôm giỗ tổ vừa rồi anh gặp ảnh, ảnh có nhắc lại mấy món ăn này. Về nhà ảnh thì má anh nấu hai món này. Anh Thanh Sang nói anh ngồi ăn. Con đít mà em, lúc đó anh đâu có thích ăn cơm, thích hủ tiếu, thích mì, mà anh Thanh Sang bắt ăn cho hai chén cơm. Uống hết tô canh muốn chết luôn, mà đâu có dám bỏ bữa. Ăn xong anh nói đi bộ lòng vòng 15 phút rồi đi tắm. Đi tắm xong rồi đi ngủ sớm. Rồi sao nữa anh? Thì anh làm theo chứ sao nữa. Nhưng mà anh nói chú cần bàn chuyện gì quan trọng mà. Anh có nói đâu, ăn xong đi bộ đi tắm đi ngủ. Ủa gì lạ vậy? Ừ, anh nói đi ngủ sớm, mày không ngủ tao đánh mày chết. Anh toàn gọi anh là thằng với mày. Thì thôi anh cũng cố gắng ngủ sớm, không thôi anh đánh anh chết. Anh giăng mồm cho anh ngủ đó em, anh nhớ hoài. Wow, chú thương anh đó chứ. Sáng tới bây giờ anh kêu anh dậy. Má anh thì nấu nồi nước nóng để pha nước cho anh tắm. Anh Thanh Sang nói
sáng tắm nước nóng cho người ra mồ hôi, cho tỉnh. Xong rồi thì anh Thanh Sang kêu anh ra ngồi nói chuyện. Anh nói có giới thiệu cho anh Thu Đĩa, mà chủ đĩa thì có cách làm việc như vậy. Không hài lòng thì họ nói mình về đi, còn thấy được thì sẽ hỏi câu, anh muốn gì? Anh Thanh Sang nói, khi mà chủ hãng hỏi muốn gì thì ta muốn mày trả lời là hợp đồng 1 năm 100.000 đồng. Hả, 1 năm 100.000 đồng? Ờ, 1 năm 100.000. Anh cũng ngạc nhiên, nói chú, có nói tên mà thôi, cho tiền giữ lại. Nói 30.000 cho 3 năm, mà sao anh muốn em đòi 100.000? Anh Thanh Sang đập bàn, nói ta nói sao, thì mày nghe vậy. Anh giả liền, dạ, anh nói sao em nghe vậy. Rồi anh nói tiếp, ờ, lặp lại tao nghe. Dạ, nếu mà chủ hỏi muốn gì, thì em trả lời là 1 năm 100.000. Được rồi, mày mà nói sai, ra ngoài tao đập mày chết. Anh thoát chết mấy lần rồi anh. Vô phòng Thu, chủ nói em hát bài Sầu Vương Ý Nhạc tôi nghe. Của ai em biết không? Dạ không, Soạn Giả Viễn Châu. Bác Bảy ngồi đó, nghe anh hát bài của ổng. Hát xong, ai cũng im lặng. Rồi chủ nói, em hát tôi nghe bài Hàng Mặc Tử. Anh hát bài Hàng Mặc Tử, hát xong ai cũng im lặng. Anh nói kiểu này thôi rồi, không đậu rồi. Chủ nói hát thêm một bài nữa. Anh đánh trống trong bụng, nói sao cứ bắt tôi hát hoài vậy nè. Đuổi thì đuổi cho rồi. Xong thì chủ hỏi em muốn gì. Anh nói dạ chú cho con 1 năm 100.000. Chú cười ha hả nói, anh nói giỡn hả? Anh có biết tôi ký hợp đồng cho các nghệ sĩ nổi tiếng là 30.000 3 năm không? Mà anh là gì mà đòi số tiền như vậy? Nói lại đi. Anh vẫn nói như cũ. Chú đó nổi sùng, đập bàn nói, anh không biết mình. Anh sợ quá nói, giọng miếu máu, dạ con đâu có biết, tại anh Thanh Sang dạy con nói như vậy. Con nói sai ra ngoài, ảnh đập con chết. Chú đó nghe nói giật mình nói, Thanh Sang nói vậy hả? Dạ chứ con đâu có biết gì. Chú đó la làng, thằng Sang nó chơi tôi mà. Anh Thanh Sang biết ông chủ đĩa đang cần giọng hát kiểu anh, nên ảnh mới dạy anh nói vậy. Ra ngoài anh Thanh Sang hỏi, sao rồi? Anh nói là ông chủ chịu. Anh Thanh Sang mừng quá chừng, rồi chở anh về nhà, báo tin cho ba má anh vui. Khi nhận tiền thì má anh nói, đưa hết cho anh Thanh Sang, vì nhờ anh mới có được như vậy. Anh Thanh Sang nói, chú thím đừng có làm vậy, con đâu có dám nhận. Thấy thằng Linh nó có tài mà hiền, nên con giúp gì được thì giúp. Wow, chú Thanh Sang tốt với anh quá. Anh Thanh Sang giúp anh nhiều lắm. Hồi đó mới đi tu điểm, người ta trả anh 1.500 một bài, Soạn Giả cho tiền giữ lại. Nó hát bài của ổng nên ổng lấy hết. Trời ơi, người lớn mà lại là người ăn học sau, lại đối xử với đứa con nít như vậy. Người vậy mà tâm xấu quá. Chuyện tới tay anh Thanh Sang, ảnh đi đòi lại cho bằng được đó em. Ảnh nói, nó con nít nhà nghèo, thương không thương, sao lấy hết tiền hát của thằng nhỏ. Có lấy thì lấy 1.000, rồi cho nó lại 500 chứ. Chú cần tiền thì tôi cho chú 1.500, chú trả lại tiền cho thằng nhỏ. Thấy ảnh dễ sợ không? Trong cuộc đời nghệ thuật của anh, có được tình nghĩa như chú Thanh Sang, thật hay quá. Trong cuộc đời nghệ thuật của anh, có em nữa. Cái rằm xuống đất, xếp phan kiểu này em chết không kịp ngáp. Kỳ tập tuần chương trình 64 năm, các người có hỏi về em, hỏi tiếng Việt của em ra sao, mà dám viết tuần cả lương hồ vãn, mà dài tới 200 trang, anh nói cô này viết thì rành lắm. Nói thì hơi ngọng, chứ không như anh em mình nhưng, mà đụng tới chữ lộn chắc anh em mình thua cổ. Ui da, anh nói giỡn thôi mà.